Chào các bạn, chào mừng đến với channel của Zomark. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thiết lập để in từ app Sapo qua cái máy in N160 Wi-Fi này nhé. Rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ mở app Sapo ở trên điện thoại ra. Trong giao diện này mình sẽ sử dụng ở trên Android nhé. Trên iPhone nó cũng tương tự thôi. Chúng ta sẽ vào app Sapo. Thì đầu tiên chúng ta để chắc chắn là chúng ta đang kết nối cái điện thoại này cùng cái Wi-Fi với máy in. Thì chúng ta vào trong cái phần cài đặt Wi-Fi để kiểm tra đây. Đang dùng chung một cái Wi-Fi mọi người nhé. Ở đây nhà mình có Wi-Fi 5G và 2.4. Đây. Thì do hai cái Wi-Fi này đều cùng một cái modem phát ra nên là nó vẫn kết nối ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào trong cái phần là thêm. Góc dưới cùng bên phải ở đây. Chúng ta bấm vào. Ở đây chúng ta sẽ bấm vào phần cấu hình. Trong cấu hình mọi người kéo ngần dưới cùng này, thiết lập máy in. Ở đây nó sẽ có hai lựa chọn thiết lập, đó là máy in hóa đơn và máy in tem nhãn. Trong video này chúng ta chỉ quan tâm tới máy in hóa đơn thôi nhé. Rồi, đầu tiên có thể cái in hóa đơn này nó đang off đi này, chúng ta bật nó lên. Cái xem trước khi in, mọi người muốn xem trước bản in thì mọi người có thể bấm lên. Số lượng bản in này thì các bạn muốn in bao nhiêu bản thì bấm lên, mặc định nó sẽ là một. Thông thường chúng ta in một bản là được rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ quan tâm tới cái phần máy in Wi-Fi LAN ở đây nhé các bạn nhé. Thì tất cả những cái máy in trên thị trường có hỗ trợ cổng LAN hay là hỗ trợ tính năng Wi-Fi thì đều in được hết, đều sử dụng được hết. Mình sẽ xóa tạm cái máy mình đang kết nối sẵn ở đây đi để mình kết nối lại cho mọi người cùng xem. Rồi, khi mà các bạn vào thì nó sẽ không có cái máy in nào ở đây như thế này. Chúng ta sẽ bấm vào thêm mới. Rồi, ở đây chiếc máy mình đang sử dụng nó là máy khổ 80mm thì chúng ta chọn 80. Trong trường hợp máy của các bạn nó là khổ 58 thì chúng ta chọn 58 ở đây nhé. Đây là 80. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gõ cái địa chỉ IP vào. Địa chỉ IP thì bên mình đã cung cấp cho các bạn khi mà các bạn đặt mua máy rồi. Cụ thể ở máy này nó là 192.168. 192.168.2. Ở cái bước này này, do là nó chỉ có một số nên chúng ta sẽ dùng ngón tay trỏ sang bên cạnh. Ba số thì nó tự nhảy sang phía sau cái dấu chấm kế bên. Và nếu mà chỉ có một số như này thôi thì chúng ta phải dùng tay để trỏ nó sang vị trí này. Đây đó là 149. Rồi. Cái tên máy in này thì chúng ta đặt cái gì cũng được, miễn sao nó gợi nhớ. Mình để nó là K80 đi cho nó dễ. Ok, chúng ta bấm kết nối. Đó, kết nối thành công thì hệ thống sẽ kết nối và có một thanh thông báo trạng thái như vậy là kết nối thành công. Chúng ta quay lại đây một bước. Rồi, ở dưới đây nó có cái phần điều chỉnh mẫu hóa đơn K80. Thì chúng ta bấm vào để chúng ta in test. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh những cái nội dung chúng ta muốn hiển thị trên hóa đơn tùy nhu cầu từng bạn nhé. Đây, chúng ta bấm vào xem trước. Rồi, đây là bản xem trước của chúng ta. Chúng ta bấm vào in thử. Đó, mọi người nghe tiếng máy in nó chạy không ạ? Mình in lại một lần nữa nhé. Rồi, ok. Để mình cho mọi người xem cái bản in. Rồi, đây là bản in của chúng ta. Sapo cái form in rất là đẹp, rất là cân đối, hài hòa. Nên là cái bản in ra nó hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết. Máy này in ra cũng rất là nét nha mọi người. Rồi, để mà in một hóa đơn cho Sapo thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây, các bạn quay ra phần đơn hàng ngoài này. Trên iPhone cũng tương tự nha mọi người nhé. Chúng ta bấm vào tổng quan này. Đây. Đơn hàng, danh sách đơn hàng. Đây, ví dụ mình có một cái đơn hàng này. Đó, bây giờ mình sẽ in cái hóa đơn này. Mọi người nhìn góc trên cùng này, trên cùng này, đúng không ạ? Trên cùng bên phải nó có biểu tượng in. Chúng ta bấm vào. Trên iPhone thì mình chưa rõ nhưng mà đại loại sẽ có biểu tượng in hoặc là dấu ba chấm thì đó. Chúng ta bấm vào cái menu để nó có chữ in. Đây, chúng ta bấm vào in. Đó, ngay tức thì bản in nó chạy ra. Chúng ta xem vào, mình mở cho mọi người xem nha. Rồi, đây là bản in của chúng ta. Rất là sắc nét, rất là đẹp. Rồi, ok, như vậy là mình vừa giới thiệu và hướng dẫn cho mọi người cách thêm máy in Wi-Fi ở trên cái app Sapo để chúng ta có thể in được từ app Sapo. Thì quá trình sử dụng các bạn có thể gặp một số vấn đề như sau. Đó là in mà không thấy máy in giấy ra, hoặc đại loại là không in được.
thì có một số vấn đề thường gặp như sau, một số lỗi như sau. Thứ nhất, có thể các bạn chưa bật nguồn máy in, thì các bạn kiểm tra xem bật nguồn chưa. Thứ hai, có thể là máy in hết giấy đang báo đèn đỏ. Thứ ba là có thể các bạn đang không vào chung wifi với wifi của máy in, hoặc là đang dùng 3G, 4G gì đó, nó không vào chung một wifi. Hoặc là cái trường hợp xấu nhất là các bạn đổi cái mật khẩu wifi hoặc là đổi lại cái lớp mạng wifi, thì ra là cái máy in nó không kết nối vào wifi được nữa. Thì khi mà gặp trường hợp không in được thì các bạn kiểm tra các cái lỗi mình vừa nêu trên nhé. Rồi, mọi câu hỏi hay là đóng góp thì mọi người vui lòng comment trên phần bình luận. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.